hello xin chào tất cả mọi người, đến với kênh Nhã. Mất lịch sự rồi đó. Nhã TV cho mọi người, mình là Nhã đây, thì đây là Danh nè mọi người. Mấy anh em mình hôm nay xuống ruộng một bữa nha mọi người. Bữa nay là mát mát nè, anh em mình xuống ruộng dưới đây nè mọi người. Nước bữa nay ngập lên muốn lên tới trên bờ luôn mọi người ơi. Mọi người có trò chơi nào dưới đây thì gợi ý cho anh em mình chơi dưới đây nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình có một cái món rất là đặc biệt nha mọi người. Đặc biệt luôn. Thằng này thấy nó không có duyên xíu nào chứ. Món vô lò áp xì hay gì. Món này chính là món cá kèo nướng ống sậy nha mọi người. Thì mấy anh em mình đang anh Phương với Dẹo thì đang vô ống sậy với cá kèo rồi đó. Còn mấy anh em thì đang gom củi để làm một cái lò để hồi nướng mấy cá kèo nha mọi người. Không biết là khi mà nướng ở ngoài với lại nướng trong ống sậy thì mùi vị nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Nó thơm sậy hơn. Sậy thì mình nghĩ thì nó có mùi đặc trưng của sậy. Thì không biết là nó nướng lên rồi nó hòa lẫn với mùi cá kèo thì nó sẽ ra sao. Nó ngon rồi, người ta mới làm, ngon người ta không có làm đâu. Nến đi nói chuyện không được, đừng nói. Khen tiếng, khen tiếng. Đúng rồi. Ở đây có mấy anh chị đang hái sen nữa bên đây nè mọi người. Rồi thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng đón xem coi cái món này nó sẽ ngon hay là nó dở hay là nó ra sao nha mọi người. Thì bây giờ bắt đầu anh em mình lên lò, lên lửa là nướng luôn nha mọi người. Đống lửa này khá là lớn rồi nha mọi người. Đó. Đô. Ba anh Phương nó làm gì kìa. Nó cháy ngoe luôn kìa. Ngầm đu ra ngoài hứa ơi Dẹo. Tới không hiểu. Đâu đu rồi. Ai. Cái tay đang dịnh là chặt không trúng con dây chuột. Rớt mấy con. Đu được không? Đu được. Nãy nó mới ngồi nó đu nha mọi người. Nãy dấu dao nãy nó chặt mà. Không đứt mà. Nó đứt là Dẹo lên đường rồi. Ủng nha. Rồi để nó đu lên Phương. Đu ra xa được không? Mày hại não gì rồi Dẹo? Chứ đu vòng vòng đấy không à. Đu kỳ á. Xong rồi nó sát cái cây quá sao đu. Anh lên đu thử rồi. Tao đu chắc sập luôn á. Không có sập. Em còn vô em mấy chục ký. Lên thử đi. Rồi vô mọi người. Giờ lấy nướng nha mọi người. Ở trên đây là có hơn 30 con hả anh Vương? 40. Chẳng bom 40 luôn. Vậy là 30 con nướng sa tế. Đuôi, quay, 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 đuôi. 30 con nướng sa tế và 10 con nướng mọi nha mọi người. Nướng mọi chủ yếu để mình nghe được cái hương vị của nó coi nó. Trải nghiệm ha. Nó ra làm sao đó mọi người. Đã ha. Anh thợ này không được à. Lội đầu ha. Con chà bá gắn vô. Hay ha. Bỏ vô luôn không? Luôn hết luôn hả? Đúng rồi. Sao mình hồi sao mình chở chạy? Anh chở được. Đưa anh cây dao là anh chở được rồi. Anh lăn quăng cái là xong ha. Đúng rồi. Xoay nè, xoay nè. Chín rồi đó bộ ơi. Chín rồi đó, anh em ăn đi. Đưa xuống cái áp lửa rồi. Ủa cây á. Cầm giùm túi này cái ơi. Thôi được rồi, như đây được rồi Tù. Lăn đi anh Thiện ơi, lăn đi anh Thiện ơi, được rồi anh Thiện ơi. Cầm cẩm này rút ra, rút ra, rút con này ra. Con nào? Gắn vô con đó. Sao vậy? Con đó là vừa đó. Thấy không? Đưa vô lú đuôi hồi nãy lú đầu. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Hết chỗ rồi. Rồi, đó là được đó anh Thiện. Nhìn đã lắm nha mọi người. Ê. Món này lạ. Đỡ bên kia. Da đùi yêu. Đóng vậy. Nè nè. Nữa. Đâu nha. Dịnh lại đi rồi bên kia dở lên luôn. Nó cao lên hết đi. Đúng rồi, cao lên nó sẽ không khác hả? Nè, không? Nè. Rồi. Khác nhưng mà. Đó. Tình hình là mình thấy là nó muốn khét hết rồi nha mọi người. Ống sậy nó cũng bị teo lại luôn nha. Teo không biết họ có dính cái kèo trong luôn không. Ống này là sao, ống này là nó, ống nó teo rồi đó, nó sôi rồi kìa, không biết ăn được chưa. Chưa đâu. Mày rút ra thử được. Té thử một con được không? Hả? Con này hay gì? Ừ, té thử con đó đi. Nè, rút ra thử coi. Đúng không?
Đây. Giờ nó vênh tay chịu nóng được á. Nope. Ủa. À chút lấy đồ cắt á, trẻ nè, trẻ không chịu, không chịu luôn. Cơm lột quá. Cơm lam. Đúng rồi, ăn cơm lam. Này cơm kèo. Ủa cái ông đó ông non quá. Ông đó ông già. Non. Chút cài. Ông non. Non mới tiền. Già là bự lắm. Dạ. Ủa ông non bự lắm, ông này ông già. Mày nói gì vậy? Tên này ông già nè, ông già nó mới tiêu. Ông già. Tiêu. Nè mấy cái này ống non nè, có ống nào teo đâu. Nó già. Nè, ống nào ống non nè. Có ống nào teo đâu. Ống non này nó mềm mềm nè. Không biết nó mềm. Nướng là nó mềm bà ơi là bà. Mà mọi người nha. Ăn gì vậy anh Phương? Ủa anh ăn gì vậy? Có gì chứ. Chúc yêu. Anh Phương đang ăn dít ta đó. Không. Chín rồi đó mày ơi. Chín rồi. Mọi người nha. Đây mọi người, coi thử đây chín mọi người nha. Đây, ở đây coi coi. Quay về đây cho nó đẹp. Chín rồi ông ơi. Chín rồi. Chín rồi anh Phương. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Xả sống cái gì? Không có. Anh lớn anh ăn trước để thù lao em à. Ăn cái anh chửi em đấy. Dạ, dạ, nói cái phẩm. Chính mọi người nè. Con này không ướp sa tế nha. Ướp. Không. Con này không có. Mình thử cái chính nha mọi người. Cầm giùm cái bạn gái. Được cái chấm bên kia mà ăn bên đây ha. Của anh á. Chính chưa? Chính rồi đúng không? Cho cái lô hàng nó ra đi. Đúng rồi, chính rồi. Rồi. Đâu còn miếng máu rồi đâu. Rồi, chính rồi. Còn nướng bên đây nữa nè. Bên đây còn nhiều nè. Ra, 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 ra. Ra đi, ra đi. Muốn gầy ra. Chừng quéo cái mầm luôn nha. Sao chơi vậy đi. Qua luôn ừ. Sao quéo nổi mầm này. Đừng cái đùi, cái đùi. Thích rồi đây nè. Thích rồi đây nè. Mặt rồi, này rồi học không vô. Rồi để mình tao làm rồi tụi. Châu Âu bị khen tiếng la cũng dữ quá ha. Thôi mình đi hồ bơi luôn á nha. Hồ bơi. Cái bên luôn. Này làm này gì mình gọi vậy? Là tiệc bãi bơi. Này là tiệc tình cốc. Bóc đi cho lẹ cho này. Ống này chín chưa? Mấy ống này em thấy nó hiu quá vậy. Rồi anh em đem qua đó đi. Cái anh em nướng này đi. Rồi tôi lột cái đem cái gì. Thấy hiu quá vậy anh. Ấy da dầu. Ống này mới hiu quá vậy anh. Ống nào khác mà mới chín á. Khác quá trời luôn. Lụm cái ống khác ra đi. Đưa qua đây đi rồi anh lột cho. Ok. Không có mình ăn cái đâu mình lột cái đó chứ ngon. Ừ, cho nóng luôn nè. Nó giữ được nóng. Để dọc sậy luôn ha. Đúng rồi. Thấy trên mạng nó nhai luôn cái sậy. Nhai mía vậy đó. Anh nhai thử. Rồi thì nãy giờ đợi cũng đã chín rồi nha mọi người. Cái mẻ sau này mình thấy nướng, nó đẹp hơn nè. Nướng cũng đã chín, sao đợi đã chín. Đợi nướng, đợi chín. Chứ nó bị áp á. Chứ chị bảy nãy cái đầu nó bị ấy á. Khói bốc luôn mọi người. Này tặng anh Phương trước. Đâu anh là nãy ăn. Không, tặng anh Phương trước. Không, anh hết tặng nè. Không này, ổng hơi gan nguyên con luôn nè. Này còn xài được á. Ổng xài. Ổng xài nha mọi người. Gì á, mùi khó chịu á. Như kỳ vậy. Ừ, mời tất cả mọi người ăn thử. Ăn thử không. Thơm mà. Mời đây cả mọi người nha. Ủa, cái cống này chín chưa? Chín rồi đó. Ngộ, chín chưa. Mời mọi người mà cống này nướng lửa ấy nó đẹp lắm mọi người. Chấm còn con màu này đẹp lắm. Này tính ra nướng than là đẹp ống luôn đó. Ừ. Mời tất cả mọi người ăn cái kẹo nha mọi người. Nó vừa ngọt. Ốp sa tế nó vừa ngọt mà vừa ngon nha. Cái kẹo nướng sậy chấm rau sống. Mời mọi người ăn rau sống. Thịt dai ngọt mọi người. Ngon. Đây nó ngọt thiệt nha. Con nướng mọi nè. Để mình ăn không hứa không có chấm ớt rồi cái mùi vị nó gần sao mà. Hay là cá kèo nó thịt nó ngọt sẵn gì á. Cá kèo ngọt sẵn luôn à. Nó có cái mùi ống sậy vô nó ra cái mùi lạ lạ. Thiệt á, ngon ha. Thơm, dai ngon à. Nếu mình nướng không thì nó không có mùi ống sậy. Làm miếng chuối mọi người ăn miếng chuối. Mày ăn được đúng không anh? Thôi bỏ đi. Ha. Rau vô chỗ ngon. Em xin bỏ ruột đi, bỏ ruột đi. Đắng. Tại vì mình lấy xiên mình đâm vô bụng cho mọi người. Bể mặt, bể mặt. Bể mặt. Nên là nó hơi đắng. Tách này ra cho mọi người. Mời mọi người ăn con thứ hai. Cái đủ xương mọi người. Để dưới. Này để trên bàn này đi, hồi cái mình gom dục.
mình cho cá ăn lại. Không thấy nó hàm được cá ăn. Còn nóng hổi luôn mọi người. Ủa, cái con này sao lấy người ta? Cái này bể mặt rồi. Thôi con này không có làm được. Tẹt ống luôn rồi. Thì bỏ xương này nè anh em. Cái này bị dính lên vô ống. Con này sao lấy ra ta? Bể ống. Bể ống luôn. Con này đắng à. Bóp. Con mà bể bể mặt. Ngon quá. Wow. Ao. Wow. Ao ao nước à. Chảy. Quay gần gần cận cảnh lại vậy không? Mọi người nằm gọn trong đây nè mọi người thấy không? Này con này không ốp đâu mọi người. Bọc khói luôn. Con này không ốp đâu mọi người. Con nãy giờ em ăn mấy con chúng mấy con không ốp không luôn á. Ngọt này. Ngọt nè. Cái kèo mà không chấm ốp nó cũng vẫn ngọt. Cưng biết con bắt kèo này nguồn gốc nó ở đâu không? Đâu anh? Anh không biết anh hỏi cưng, cưng hỏi anh. Cưng biết hỏi ở đâu đúng không? Ở ngoài biển mà. Tù lao. Cái kèo nó ngọt mà. Kèo này ở dưới nước nha mọi người. Mời mọi người nha. Không, cái kèo ngoài biển hả? Cái kèo nước mặn mà. Mời mọi người nha. Ngọt gai quơ. Quá. Nó đã. Bún rồi, nó lập ngủ rồi. Bún chân thương. Ngon quá. Đâu thử miếng bắp chuối à. Chuối nào ăn được ta? Chuối nào ăn được. Cái này miếng bắp này ăn. Hẹn cái gâu ăn này ăn được không hả? Được. Cái đang mới bếp á. Gùi á. Em mọi người. Rồi mọi người nha. Chín gục luôn rồi. Thịt có dính trong đây nè. Bắp chuối nó chát chát. Cái vụ người đâu á mình cứ mình kiếm gì mình bắt ra. Bắt cua không? Cua hay bắt cá? Cái cá bắt cua đi. Cua hả? Cua phải qua đây nè, cá qua đây. À mỏi. Cua nãy nãy ăn ghẹo nói công chuyện nó về luôn hả gì? Dạ. Dạ. Vậy nghe ăn cùi thử nha mọi người. Cùi chuối. Ô dễ. Nãy giờ không gặp. Làm gì vậy? Mọi người nha. Quen à. Thôi nói vậy thôi. Cùi chuối ngon á. Mình ăn hết bà rồi mình chưa ngon. Chưa. Cái này nướng sẽ tới mọi người. Hồi nãy giờ anh có ăn con nào sao tới vậy ta? Tuyệt vời. Lát ra nướng mọi ngon hơn. Nướng mọi ngọt thịt hơn. Ngọt thịt hơn. Nó không bị phân tán cái mùi ra mùi khác. Quá ngon. Cái kèo ngon thiệt mọi người. Sẽ tới. Rồi cảm ơn chưa. Chút nốt trúng cái bụng nó đắng. Thịt ngọt, bụng đắng. Mà mọi người ăn cái kèo sắp tới nha. Nhưng mà nút kia là ra thịt liền à. Ăn gào đi. Ăn giống như lương vậy ha. Thì nếu mọi người ủng hộ clip sau bữa nay mình thì một hồi mấy nay mình ăn xong xuống đó bắt cua luôn. Làm luôn vậy đó. Bắt cua luôn. Bắt cua đi. Làm cua ha. Học cua thử rồi. Bắt cua đi. Lần đi lần khó hay gì? Đúng rồi. Không ăn cua mọi người, lâu lắm rồi cũng anh em mình cũng chưa có làm clip bắt cua. Thì bây giờ bữa nay anh em mình sẵn tiện làm clip bắt cua luôn. Vậy là bắt cua xong là ăn uống rồi là tắm hồ bơi luôn á. Đúng rồi, tắm hồ bơi. Hồ bơi mình. Hồ bơi đó là hồ bơi Vĩnh Cửu luôn đó. Không có tốn tiền gì hết đó mọi người. Nó tồn tại, nó tồn tại hồi tụi em mới khởi nghiệp ạ. Mới khởi nghiệp. Bây giờ chỉ mua miếng này luôn rồi ha. Đúng rồi. Mới khởi nghiệp là cái này là cái ruộng mọi người. Mọi người ai mà theo dõi anh em mình lâu là biết ở đây là cái ruộng. Lúc trước đây là cái ruộng là anh em mình bắt rất là nhiều cua. Cua phải nói bắt hao luôn á. Về nướng ăn hai ông này bị diễn luôn. Về đất mệt luôn á. Em xưng mình mẩy này ha. Đó kìa, nhắc bé Na cuộc sau lưng anh. Đó vui lắm. Đâu có tiền đâu mà mua cái nồi hang này kia. Lấy cái nồi đất cua bố ông đốt cung táo đó. Bắt hang rồi ông nướng cua. Ăn xong về này chùm mền em mà khám bệnh luôn rồi. Cứng mình luôn. Bị quở rồi. Không phải là cua không được. Cua dướng. Ăn miếng lại bị à. Đúng rồi, tại vì cái nồi đó ổng xài bữa 23 à. Còn mấy ngày thường mình xài bình thường. Mà ngặt cái ngàn cua biển bị nha. Ngộ vậy ha. Bị vậy đó. Ngặt gì? Đó khô mới ngặt gì. Cơ thể hơi khô quá. Giờ có tắt máy cho ơi gì không, không đang nói chuyện đang tâm sự mọi người mà đâu có tắt được. Đang tâm sự mà kìa xíu đi không có cho ăn dẻo ăn bạc hay gì. Cái đó em cũng chưa ăn nào chưa ăn lần nào ấy nó chưa ăn lần nào đó cái kẹo cũng ăn được
Mày nhức đầu đi. Biết ăn đâu ăn. Thôi nó chơi với anh em mình đổi tay cho dẹo vô ăn nha mọi người. Bây giờ là dẹo vô ăn nha mọi người. Nó không biết ăn mà anh em mình nói ăn thử đi cho biết nha mọi người. Ăn thử cảm nhận thử. Nè ăn cái đuôi là chở gì sao nha. Ừ. Mày nút cái lại ra thịt hết trơn à. Không biết ăn chỉ gì ăn. Ăn cái dưới đuôi ăn lên trước. Ừ. Nó tanh quá. Không biết ăn nên quánh ngay cái bao tử ngay cái dĩnh gì. Con giờ ăn cái kèo luôn. Ngon không được. Nhưng mà nó ngon. Ngon. Ngọt. Nó la tanh mọi người. Kiểu mà ai không biết ăn là không quen á. Không quen. Nhưng mà tanh ngay bụng á. Mình cũng không quen rồi, cái này chục ống rồi. Tập từ từ giáo quen ha, này tập chứ. Tụi bọn này nó dễ ăn hơn cái lẩu á. Lẩu nó kẹo ngon. Ăn miếng cái hồi mình đi bắt cua coi. Cua. Hay sen đồ luôn. Mấy đúng rồi. Hồi cua để em ăn hết trơn. Ủa mày biết có không mà mày nói trước vậy? Mình đi. Có rồi. Là không có thì không mà có thì em ăn hết. Thường đi bắt cái gì mà nói trước là tới bước xuống anh. Quay là không có thôi. Kệ cũng vậy. Vậy hơi lên mày. Nóng này hư luôn rồi. Nóng sợ tới cao quá. Cắn gục luôn. Wow. Ngon ghê luôn mọi người. Thơm mà không xảy quá vậy. Bẻ ra. Chấm đi em chấm đi. Cái này chấm cá hồ lầu á. Cái hồi loại nó y hợp về mà bự hơn. Cái loại ngon lắm á. Rồi sao mình nướng ống nhựa Bình Minh đi. Dính ống nhựa luôn á. Bữa nào mình bắt cá lìm kìm mình quấn với bạn mình nướng. Cực lắm mà. Rồi luôn. Cá lìm kìm luôn. Con khủng muốn chuyện ngang chi mệt mà. Ơi phía ai à. Ngon của tàu. Ăn luôn à. Hay là hút lỡ chúng. Quá ngon. Cá hồ tiêu chung cá lìm kìm kho dính chóng luôn hả? Cá cũng là cá cũng vậy thôi. Mọi người nhớ nhường anh em ăn á ba á. Cũng miếng nước mọi người cay quá à. Giờ mấy anh em mình dọn dẹp này bỏ bọc ni lông hồi đem lên mọi người. Rau này để dành cái vụ mà không có nói trước nha. Cũng có thể clip sau có gì đó thì mình dùng nấy nó có rau không được. Cũng có thể hồi ăn rau chấm với hết. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay bấm like cái kênh nha. Thì mọi người hãy cùng đón xem cái clip sau của anh em mình đi xuống vụ này săn bắt dưới đây nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, bye, bye.